đấy, nhà mình đấy. Trời ơi. Trời, cái nón. Bỏ em lấy đi. Mày có lấy nón rồi không? Trời nắng lắm luôn á. Rồi, có mùi tới rồi. Ở đó chồng có mùi ha, Tiến Quỳnh. Phải không? Đó không thấy. Ngon quá, không ngủ cái đêm á cô muội. Ngon quá, không ngủ cái đêm. Con Như nó dậy rồi kìa. Mà nó không có đi. Nó đi ngực, nó kêu đóng ngực ở trên cúp điện. Không có ngủ được. Đêm cúp điện mà. Đâu có ngủ được đâu. Mà cúp điện mà. Đi. Bây giờ nó có. Mấy này nó gục gần ghê cho muội. Chàng đẹp trai. Liều lý tưởng đây. Hay quá ha. Ăn được không có muội? Không có ấy sao ăn? Không có gì. Có chanh sao ăn? Cẩn thận không? Giờ ăn sống được mà. Đứng ở đây, đứng ở đây con. Đâu? Hấp được không đó? Được. Được. Không có chanh thôi. Ngọt. Được. Ngọt. Tao kéo rồi. Con kéo đi ném không ra. Hả, sao? Đang bị ỉa. Sao ỉa trời. Này nước nó. Con này là thiên nhiên, tại sao nó thiên nhiên vậy? Nó tự đã, nó đóng, mình không có mua nó. Con này mình phải mua. À, hiểu. Nội tách con này thì cũng mệt. Không, mệt tao dễ mà. Yeah. Không, như nó ăn cho nó ngon hơn. Mùi gì của nó ha. Cái mặt trời đối với phim. Đây, hà thiên nhiên. Có sữa bên trong. Khác. Ngon hơn không? Khác, dai hơn. Có sự khác biệt hoàn toàn. Con này ngon. Ăn ngay chạy luôn. Con này con hàu khác nha ba, ba, ba. Đây nè. Có nó ăn ngon nữa. Có con nuôi hàu. Đã ha. Trời ơi. Biết bữa giờ đi sớm hả? Ừ. Cát. Ngon hơn đúng không? Ngon. Ngon cái béo. Rất là béo. Này có miếng chanh hay là
sốt Mazzoni á. Tại sao một số cột dày, một số nó trong đây vậy? Nó nhiều, nó kiểu nó rụng. Nó rụng rồi con. Nếu mà không, nếu mà con mà dám đi, con dắt bên kia nó rụng to vậy nè, hào to lắm, vừa lấy lên là làm thịt làm luôn. À. Nó không có dắt con đi, sợ con té. Vậy mục tiêu của cô này là làm gì? Đây cô lấy cho người ta một bao. Một bao. Làm gì vậy? Một cô mới vô. À người ta cần đấy ha, 50 ký. Chắc cũng có con vô thì vô nay nay nó 50 ký mới vô lấy sớm. Có con nhỏ em nó ra thì nữa. Hiểu. Lấy một xíu à. Mình phải chia ra từ đó hả? Dạ đúng rồi chị. Con có cái mùa đất rượu ăn xanh to. Thường thường mùa này là mùa nào mới là hái được chị? Cái gì hả? Ăn Tết không? Tết, sau Tết hả? Thì mỗi lần người ta đặt là mình tới mình lấy ha. Sướng ha, có cái nông trại cũng sướng. Nó vô ăn chợm hả? Trời, có vụ ăn chợm. Ủa, dùm bỏ ra đây nè, bắt đầu bà dính sữa lắm. Rửa đây con, nó dính. Ủa, nó bắn rồi, bắn nước rồi. Trời ơi, bắn nước rồi á. Em thấy mấy con nhỏ. Ăn tại farm luôn nha. Cái nhỏ sống cô thì kiều, nó ăn hào sống thôi nè. Đóng vậy, nó hơi sống không? Bắn mua xô xô quá, nó mua nhiều thì mình giảm giá. À, cũng rẻ vậy, 25 ngàn một ký. 50 ký, 750 ngàn. Trời ơi, này bán sỉ hay bán lẻ hay trời. Nhưng mà con ra chợ thì giá không có giá nào. Tất nhiên, ở ngoài tiệm thôi, nó dễ mấy con thôi cũng là 200-300 ngàn. 5 ngàn con. Ừ. 5 ngàn, mà có tiệm nhỏ ở đây chứ tiệm lớn thì ngon hơn. Mắc hơn. Khi tính công bằng đi, một con bên Mỹ là 2 đô á. Ừ. 2 đô là nhiêu? 50 ngàn con. Bị biết không, cô lấy hào vậy nè. Cá tới rất là nhiều. Trời ơi, mấy thằng nó tới nó câu cá. Đâu dám đâu, chị không có cho đâu. Tại vì nó ăn nhiều khi nó rị cái hào mình nó rụng hết à. Văng lưới là tùm lum, nó làm tùm lum, không có cho nó làm. Hiểu. Cá nhiều lắm. Hiểu. Rồi bà đã tới đó làm cái gì vậy cô Mụi? Lấy dây á. Em Mụi. Lấy dây là lấy gì? Lấy kéo cái sợi dây á. À để lấy ra hả? Hả? Để hái. Muốn mấy giờ? Hay là cũng lý tưởng quá hả? Alo. Cái này là mới sao? 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 Cái này
Đã hả? Cứ bao lâu mình được khai thác nó vậy cô Muội? Nửa năm mới được hả? Tưởng như cái cây ngày nào cũng mọc chứ. Nhưng mà mình đưa cái này vừa hết cho mình làm lấy kia. Đúng rồi. Nó có thu hoạch hoài. Tùy theo nó có khi 6 tháng, 7 tháng, vô cùng. Thôi phải có nguồn lúa cho nó. Dạ 15 tháng kìa. Rồi, 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 rồi. Vậy con ăn thì căng dơ dơ, còn khách ăn căng căng bốc tí thôi. Phải đủ hàng mà được rồi. Bước qua đi Bi. Dạ không sao. Vô hỏi luôn à. Dạ luôn. Giờ ai lấy nữa. Cái giường Bi đâu có ở lại rồi làm chi? Ở lại làm gì? Ở lại canh canh trại hả? Không ai lấy thì vô làm ruột. Con thì giờ vô làm ruột à. Còn ai lấy thì ra lấy. Ruột nhanh mà anh. Yeah.
ba con xuống ghe, thích xuống ghe. Nó chờ ở nhà Thím. Thế mới là sợ nè. Rồi, ăn con rồi. Tình không sao hết. Làm phim tài liệu. Hài hả? Làm phim tài liệu là đi ra chỗ nuôi hào luôn hả? Chỗ nuôi hào luôn. Ăn hào thử hào luôn ngon lắm. Cái gì vậy? Trời, biết vậy hồi sáng đi chung được rồi. Rồi cũng chung thứ được rồi. Lấy xong đem qua chúng ta hả chị? À đi gửi cho thấp. Ủa gì đâu? Ủa đang vô đó. Nước hơi cạn. Đang thấy bà lên phim nhiều nhất cái nha muội. Dạ. Nhân vật chính hôm nay mà. Để lại đi. Ai ăn dữ vậy? Con. Trời. Má ơi. Bây giờ không luộc hấp cháo. Chè. À, trời. Nó chè. Chè. Bữa nay bắt đem rửa xong. Nấu chừng ít thôi. Nhiêu? Bao nhiêu? 35.000 cái hả? Yeah, màu xanh dương với màu xanh lục đẹp không? Chút đi bơi. Rồi đi uống cà phê hả? Kia ra rồi cũng bỏ ngân hàng cũng được chung là 1-2 tỷ gì đó.
Tại sao nó hay bán hả? Thành quả lao động. Ở cái con này nó yêu người biển mà. Coi nè. Đóng sữa. Tưới lên đầu. Mà để cái đây nó thấy rõ hơn. Wow, đẹp không? Quay gì là công an bắt nè. Gì hả? Xả rác với biển. Có vụ đó nữa hả? Lá chim trực tiếp. Đến xả rác với biển. Như trong phòng đó hả? Thôi muỗng có muỗng nè. À đũa ăn bún chưa? Đó, đây là thành phẩm. Công sức của tôi làm sáng. Tôi đi công sức quay phim đó, công sức quay phim nó nằm nghiêng luôn á, nằm ngủ luôn, nhìn cô người là nhìn cô ngồi có mũi với lại cô Kiều làm hết á. Ừ, nhưng mà cũng công sức ra ngoài, cũng công sức rồi xem té đầu đã không em muốn ba thì nó phải tươi ngay lập tức mới được, thì để đó rồi không ăn cơm mà con chứ mà máu được hả?